Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh Blog Tâm sự. Quý vị và các bạn thân mến, vào năm 2013, đường dây mại dâm đưa ra quy tắc chỉ phục vụ cho người nước ngoài. Và theo cơ quan cảnh sát điều tra, đây là đường dây bán dâm hoạt động rất tinh vi. Tổ hợp này bên ngoài là quán bar để phục vụ cho thực khách. Bên trong thực chất lại là một ổ mại dâm chỉ phục vụ cho khách nước ngoài. Nhiều đại gia trong nước, kể cả là Việt Kiều, muốn vui vẻ với gái bán dâm tại đây cũng không được. Và đây được coi là một chiêu để cho các đối tượng qua mắt lực lượng chức năng. Khi một hoạt động mua bán có liên quan đến yếu tố nước ngoài, hoạt động mại dâm thì diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Còn công tác điều tra, phục kích những ổ nhóm băng đảng tội phạm này thì phải mất đến cả tháng trời. Và nhiều khi cả năm trời mới có thể hoàn thành một chuyên án quan trọng. Và để đi sâu tìm hiểu vụ việc này, kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình ngay sau đây. Vào các vũ trường, quán bar, cà phê fast food dành cho Tây ở Hà Nội, hiện nay người ta gặp không ít những cô gái với điện thoại sành điệu, phục trang, đắt tiền, cứ ngỡ các cô thuộc giới thượng lưu lắm tiền. Thế nhưng để ý, thấy các cô cứ lân la làm quen với các chàng trai ngoại quốc, rồi hai người kề vai dắt nhau về khách sạn, mới biết đó là những ca ve cho Tây. Nghề mới của không ít những cô gái bán mình cho Tây vài lần, cùng bạn vào các quán bar, cà phê fast food, được quy định ngầm chỉ dành cho Tây, vì giá cả khá mắc tại hàng trống, hàng hành và ngõ Bảo Khánh. Tôi bắt gặp nhiều cô gái Việt khá xinh đẹp, trang điểm son phấn đắt tiền, với phục trang sành điệu, ngồi xì xô cùng các chàng ngoại quốc. Philip Moret, một người bạn Pháp của tôi, khá thân thuộc các địa chỉ vui chơi giải trí ở Hà Nội, sau đó đã xác nhận với tôi, đó chính là những cô gái chuyên đi mồi khách Tây qua đêm để kiếm tiền. Qua sự giới thiệu của Philip, tôi làm quen được với Hồng Nga, khách quen của một quán cà phê cho Tây tại ngõ Bảo Khánh. Mới gặp không ai nghĩ cô là ca ve cho Tây. Cô đi xe Dylan đỏ, mang điện thoại Nokia hoa văn gỗ 7200 và mặc toàn quần áo đổ hiệu không hề hở hang. Philip cho biết Nga đã từng là bạn của anh trong chuyến đi Đà Lạt 7 ngày vào cuối tháng 5 vừa qua. Trước đó trong vài chuyến đi nghỉ cuối tuần tại Sapa, Tam Đảo, anh cũng có mời cô đi. Không kể những lần hai người gặp nhau ở khách sạn, Philip là mối quen của Nga. Anh thích cái vẻ sành điệu song cũng khá nền nã, lại mang chút bí ẩn phương Đông ở cô. Với tôi, Nga tiết lộ, hàng đêm khi các quán cà phê trên phố cổ bắt đầu đông nghẹt khách Tây trở về thư giãn sau một ngày lang thang khắp phố phường Hà Nội, thì cô cũng đi xe lên, kiếm một chỗ ngồi trống và chờ mối. Nga cho biết chút ít kinh nghiệm, khách Tây khác với người Việt lắm. Thích nhau chỉ cần một cái nháy mắt, một câu chào ngắn gọn hoặc mời nhau một ly rượu là ok liền. Và ngay chính cô cũng không thể nhớ hết đã có bao nhiêu chàng Tây đã cùng cô qua đêm sau những cái nháy mắt, câu chào hay ly rượu mời nhau như thế. Tôi chỉ rõ mình có một vài mối quen như Philip thôi. Thanh Lan, cô gái có kiểu ăn mặc cực kỳ bốc lửa, quần áo, váy jean thuộc dạng siêu mỏng và siêu tiết kiệm vải, không bao giờ dài quá 30cm. Cái nào hơi dài một chút thì lại xẻ sâu hàng chục cm, nhiều khi thấy rõ cả nội y. Cũng là tới ba tới quán ngồi đợi khách, song Lan thường trực tiếp lân la làm quen với con mồi tại quầy rượu. Lan và Nga chỉ là hai trong rất nhiều những cô gái chấp nhận biến thành đồ giải trí cho những chàng trai ngoại quốc ưa của lạ để kiếm những đồng đô la nhẹ hều nhưng có sức nặng vật chất khó cưỡng nổi. Các cô mỗi người một khuôn mặt, vóc dáng, tính cách, song ai cũng cố gắng phục sức, trang điểm, làm sao cho thật ấn tượng để làm nổi bật mình giữa một rừng hoa muôn hồng ngàn tía. Trong số đó, có người chọn cách ăn mặc quý phái gợi cảm theo kiểu huyền bí phương Đông, song phần nhiều là chọn cách ăn mặc bốc lửa với các trang phục cực kỳ bắt mắt, kể cả về màu sắc lẫn kiểu cách. Người dân phố Tràng Thi, Hàng Bông, Hàng Trống, Hằng Hành, ngõ Bảo Khánh, chiều chiều vẫn chứng kiến những màn diễu võ đầy ấn tượng của nhiều nàng ca ve cho Tây với các trang phục vô cùng ấn tượng. Toàn bộ giày dép quần áo đều một màu cam, xanh nõn chuối hay đỏ rực với độ ngắn và những đường xẻ táo bạo, không còn lời nào để bình luận. Đó chỉ là một phần vỏ thôi. Nếu như không chăm đến phần lõi thì cũng chẳng có được mối nào. Tây bây giờ cũng tinh lắm,
Hồng Nga tiết lộ nói với tôi. Theo cô, phần lõi chính là việc chăm sóc cơ thể sao cho thật hấp dẫn. Ai bước vào nghề này mỗi tuần chẳng đến thẩm mỹ viện dăm 3 lần chăm sóc da, xăm lông mày, chuốt lại tóc. Xong nếu lười mà bỏ qua khoản tập thể dục thẩm mỹ cho cơ thể săn chắc thì bao công lao ở phía trước cũng đành đổ đi. Giới cà phê cho Tây cũng có sự phân biệt hàng chợ và hàng hiệu khác nhau tùy theo nhan sắc và sự sành điệu. Các cô hay lân la săn mồi tại các quán bar, cà phê fast food trên khu phố cổ thường tự coi mình là hàng hiệu. So với các cô cà phê gái nhảy làm việc trong các vũ trường, Lan bảo bọn đấy hàng chợ làm sao so sánh được với bọn em. Giá đi khách Tây của chúng nó bèo lắm, 20-30 đô la, kịch kim là 50-70 đô la. Riêng bọn em cứ phải 100 đô la trở lên. Những hôm không có khách Tây, bọn em sẵn sàng gạ khách Việt với giá 200-300 nghìn đồng một đêm. Riêng bọn em phải thật thích. Một người bạn của tôi khá sành sỏi thế giới ăn chơi ở Hà Thành còn cho biết rằng hiện nay giới cà phê cho Tây còn có một chiêu tiếp cận khách hàng khá hiệu quả. Đó là dùng điện thoại di động đời mới để vào các sách trước mặt khách. Với kiểu này thì ngay cả những người ngu ngơ nhất cũng hiểu các cô muốn gì. Và đến lượt mình, dù không biết một câu ngoại ngữ bẻ đôi, các cô vẫn có thể giao dịch một cách mỹ mãn với khách hàng. Và nước mắt. Kiếm được đô la rủng rẻng, tự cho mình thuộc đẳng cấp quý tộc trong xã hội, khi toàn xài hàng xịn, đi xe đắt tiền, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn. Song nhiều cô gái Việt chấp nhận dấn thân vào nghề này cũng phải nếm trải không ít cay đắng và tủi nhục, chẳng khác gì những cô gái bán thân bình dân khác. Những ngày lang thang trong thế giới các cô, tôi được nghe kể nhiều chuyện mà nếu không biết các mặt trái văn hóa nhiều nước phương Tây thì lắm người khó mà tin được. Đó là chuyện của em Hương nào đó vớ được một ông ngoại quốc đồng ý trả tận 200 đô la cho một lần overnight. Cứ tưởng vớ bẫm báo hại ông Tây thuộc tuýp bạo dâm. Sau một đêm cô nàng trở về từ khách sạn với mặt mày thân thể thâm tím phải nghỉ dưỡng cả tháng trời, sau đó mới bình phục lại. Rồi chuyện của em anh mồi được một khách Tây, bèn theo về khách sạn. Đến nơi mới phát hiện phục vụ những 3 gã. Sau trận đó cũng tởn mất hơn tháng. Các cô gái chấp nhận bán mình cho Tây có lẽ còn gặp không ít những kiểu tai nạn và tủi nhục khác mà người ngoài cuộc không dễ gì biết được, hiểu được. Và thân phận của các cô tự cho mình là quý tộc này dường như cũng chỉ là một món hàng. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Anh, chuyên viên nghiên cứu xã hội học tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mại dâm dù bị ngăn cấm nhưng vẫn bùng phát vì nhiều lý do, trong đó cơ bản nhất là nó gắn liền với yếu tố kinh tế. Những cô gái này chọn cách bán dâm cho người nước ngoài chỉ bởi một lý do duy nhất, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là đi khách trong nước. Bản thân tôi đã từng tham gia một vài cuộc nghiên cứu về hoạt động mại dâm, nhưng đối tượng nghiên cứu này cho biết mỗi lần đi khách nước ngoài đều có giá trung bình từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Đây là con số khá hấp dẫn so với giá bán dâm cho khách trong nước. Trong đó, đối tượng tiếp viên làm việc trong các quán bar sẽ có điều kiện thuận lợi tiếp xúc với các khách nước ngoài, nên đối tượng bán dâm thường rơi vào các cô gái trong quán bar hoặc những quán karaoke khách sạn mọc lên trong các khu công nghiệp, nơi đối tượng khách nước ngoài thường xuyên lui tới. Tiến sĩ Nguyễn Công Thoại, Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam cho biết, các cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng khi hoạt động mại dâm nhắm đến đối tượng mua dâm là khách nước ngoài, kể cả mại dâm nữ và mại dâm đồng tính đều đồng nghĩa với nguy cơ lây nhiễm HIV sẽ cao hơn. Hiện ở các thành phố lớn, nơi hoạt động mại dâm diễn ra sôi động, đều có một đội ngũ đồng đảng viên của các tổ chức phi chính phủ hoạt động khá tích cực, nhằm giúp cho những người bán dâm có một số kiến thức nhất định về sức khỏe, quan hệ tình dục an toàn. Tuy nhiên, chừng nào thương mại tình dục còn phát triển thì nguy cơ lây nhiễm và bùng phát các căn bệnh xã hội, trong đó đáng sợ nhất là HIV/AIDS vẫn ở mức cao. Để kiểm soát được tệ nạn xã hội này, chúng ta phải thực hiện tốt công tác kiểm tra, ngăn chặn hoạt động mại dâm có tổ chức, quản lý chặt chẽ các khách sạn trên địa bàn. Và cũng nên chú ý rằng, sự phát triển của các dự án kinh tế, các khu công nghiệp cũng là điều kiện để cho hoạt động mại dâm phát triển.
Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại Hồng Nhung với rất là nhiều những chuyên án hay, hấp dẫn và vô cùng kỳ bí sẽ được phát sóng vào những số tiếp theo trên kênh Blog Tâm Sự. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.